đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh Lào Cai luôn phát huy vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, vận động bà con ở các thôn bản, đoàn kết đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ông Hoàng Công Luận ở thôn Bát, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên là một người như thế. Thôn Bát có hơn 100 hộ dân thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Từ nhiều năm nay, thôn là điểm sáng của Yên Sơn về sự đoàn kết, thôn bản bình yên, kinh tế phát triển. Có được kết quả đó là công sức của cả thôn và từng hộ gia đình. Nhưng theo bà con trong thôn, ông Hoàng Công Luận, trưởng thôn, người có uy tín của xã, có vai trò rất lớn. Có cái gì mắc mớ, anh ấy cũng chuẩn bị sắp xếp thời gian để trao đổi, để giàn hòa, để kịp thời cho mọi người để khỏi có thắc mắc với nhau ấy. Xong mới cả là ví dụ như có công việc gì anh Luận này triển khai rất là nhanh đến các thông triển khai thông tin đến mọi người các nhà đều đúng giờ đúng lúc. Từng được rèn luyện trong môi trường quân đội, ông Hoàng Công Luận luôn giữ tác phong của người lính Cụ Hồ, nhiệt tình trách nhiệm với công việc chung. Được thôn được xã công nhận là người có uy tín ở địa phương và cũng là trưởng thôn Bát. Ông Luận cho rằng mình càng phải luôn nêu gương, nói đi đôi với làm, tích cực trong mọi phong trào của địa phương. Ít nhiều mình vẫn phải có một cái sự nhận thức về chủ trương đường lối chính sách của Đảng để mình vận dụng vào tuyên truyền cho bà con. Những chỗ nào bà con chưa hiểu đấy, thì mình có trước hết mình phải có giải thích và phân tích để làm sao cho bà con hiểu. Từ chỗ bà con hiểu thì tất nhiên là cái việc là để bà con thực hiện trong công việc thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Ông Hoàng Công Luận tham gia làm trưởng thôn và người uy tín cộng đồng hơn chục năm nay. Và tuy rằng là tuổi cao, đấy nhưng đồng chí ông cũng rất là cố gắng, nỗ lực, nhiệt huyết trong cái việc đó là vận động nhân dân thực hiện chấp hành tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định địa phương. Từ thôn nghèo có nhiều hộ thiếu ăn, đến nay thôn Bát trở thành điểm sáng của xã Yên Sơn về phát triển kinh tế, nông lâm nghiệp. Đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, hiện thôn Bát được xã Yên Sơn chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hoàng Công Luận cùng đội ngũ người có uy tín trở thành lực lượng nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước.